xin chào. Bây giờ là khoảng gần 17 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2024. Đây là cái ngày chủ nhật đầu tiên mà công ty Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng miễn vé cổng với miễn vé các trò chơi. Tức là cái chủ nhật là miễn vé là cứ 4 lần chủ nhật liên tiếp vậy, bắt đầu từ hôm nay. Là cũng như cái đánh dấu cái sự trở về của bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Nguyễn Phương Hằng ở khu du lịch Đại Nam á. Thì bà Nguyễn Phương Hằng hứa là sẽ miễn vé cổng, miễn vé trò chơi, miễn vé tất cả các dịch vụ ở trên khu du lịch Đại Nam của Bình Dương 4 tuần liên tiếp, 4 cái chủ nhật liên tiếp. Tại chủ nhật này là chủ nhật đầu tiên nè. Hiện tôi đang ở ngay chỗ ngã năm Phước Kiến của Thủ 1 á. Cái hướng trên camera truyền hình là đây là hướng thẳng là về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng rẽ để trái là vô thành phố mới Bình Dương. Đi vô bệnh viện 512 giường rồi đó. Thì hướng đó đi qua bên Tân Uyên, Bình Dương rồi á. Còn cái nhánh rẽ mà trên đó tấm bảng nó để chữ Thủ 1 là cái đó là xuống chợ Thủ 1. Còn cái nhánh mà nhỏ nó để chữ huyện Củ Chi là cái đó là qua cầu Phước Cường về Củ Chi, Bình Mỹ, Củ Chi rồi đi về Long An, thậm chí là đi về Đồng Tháp, Long An đồ được luôn á, đi quốc lộ 12 á. Thì bây giờ tôi đang ở đây, đặng tôi đón tôi quay cái cảnh mà người ta đi lên khu Đại Nam về nha. Tại hôm nay đáng lẽ là phải đi lên tỉnh à, nhưng mà có công việc gia đình không có lên quay được. Bây giờ mới rảnh là ra đứng đây là quay, cũng đang đi công chuyện nhưng mà quay chút xíu rồi cái đi tin chuyện tiếp nè. Chứ không đi lên được cũng tiếc lắm. Tại vì có công việc gia đình. Đi giờ mới về tới này, giờ ra đứng đây đón cái quay cho các bạn xem cái đoàn người mà đi trên khu Đại Nam về nè. Bắt đầu giờ chiều mát là người ta lũ lượt ta kéo về á. Tối nay từ 6 giờ cho đến 10 giờ, 6 giờ tối á, tức là 18 giờ đến 22 giờ là theo kế hoạch là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ xuất hiện để gặp gỡ những người hâm mộ. Người ta ai ở lại chờ được thì chờ, còn ai chờ không được thì về. À, để quay con số coi nè, 83 17 61 76. Đó, ngay chỗ đó là đó 67 đèn xanh đèn đỏ. Hướng thẳng đi thẳng là đi về cầu Bình Triệu rồi về thành phố Hồ Chí Minh rồi luôn á. Còn cái hướng trên này nè, hướng thẳng trên màn hình đó là đi lên Đại Nam á. Từ đây đi lên Đại Nam một đường thẳng một và chắc khoảng chừng 10 cây số nữa tới à. Bắt đầu giờ tôi về nha. Đó, đi xe gắn máy về nè. Để quay cái hướng này nè, coi bản số nè, 59 47 68 54 66 64 53 94 59 71 63 66 68 65. Bản số tỉnh không mà 68. 10 xe chạy qua là chắc chừng 2 xe của bản số 61, còn như đó là 71. 61 đó. Đi Đại Nam về hả em trai? Vui không? Đang quay YouTube. Hai vợ chồng với đứa con đi Đại Nam về á. Nghe xe du lịch nè. 51 60 15
À, chị hai gắn máy là 67, 61, 70, 18, 67, 67, 74, 37. Bản số tỉnh nhiều là hơn bản số của Bình Dương. Tự nhiên ngày nãy mình tắt máy là tại vì tự nhiên có cái đang quay về cái có cái anh nào tới lại ông lấy số điện thoại tôi đi mai tôi cho ông phần mì với bao gạo cũng vui vui kệ nó và thấy chắc và thấy thường thấy tướng thấy thấy thường là sao tự nhiên đang đứng bên ngoài đường cái này ông lấy số điện thoại tôi đi mai tôi cho ông phần mì với bao gạo. Chắc là nhìn thấy cái mặt thấy thương quá này làm sao người ta cho phần mì bao gạo cũng vui vui à ảnh thoảng nó vắng vắng vậy chứ giờ sắp tới đồn đông lắm đi xuống nè nè. Sáu mươi tám, sáu mươi chín, bốn mươi bảy, năm mươi chín, sáu mươi tám. Tối bà mới lên. Cô Hằng không? Tối bà mới lên. Tối này bà mới lên. À, ngã ba Trị An là đi về Tân Nguyên đi qua phải không? Cô biết đó. Đó thẳng luôn hả? Giờ bắt đầu đông đông rồi nè. Mát rồi ta về đông rồi nè. Nãy giờ đứng đây quay phim mấy cái người đi Đại Nam về mà hỏi nha, người ta hỏi thăm đường bắt đầu luôn. Nãy giờ cái tắt máy liên tục là mấy người hỏi thăm đường đó. Đó, 5966 85 59 70 74 93